chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sau Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Tô Ngọc Hòa. Tô Ngọc Hòa sinh vào ngày 16 tháng 1 năm 1968 tại Hồng Kông, là một nữ diễn viên điện ảnh kiêm diễn viên sân khấu người Hồng Kông. Tô Ngọc Hòa đã tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hồng Kông và đã tham gia biểu diễn từ năm 1992 cho tới nay. Tô Ngọc Hòa được ca ngợi là hình mẫu phụ nữ Hồng Kông hiện đại, dù vào bếp nấu ăn hay ra ngoài làm việc thì đều duyên dáng đến xuất sắc. Người ta thường nói hữu xả tự nhiên hương, và chỉ cần bạn có tấm lòng đẹp, thực lực tốt, tự khắc sẽ được ngưỡng mộ. Và dù không nổi đình nổi đám thì bạn vẫn luôn được yêu mến theo thời gian. Tô Ngọc Hòa là một nghệ sĩ như thế. Tô Ngọc Hòa từng có thời gian theo học và tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hồng Kông, ngành nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, sau khi ra trường thì Tô Ngọc Hòa đã không theo đuổi con đường nghệ thuật ngay mà quyết định sang làm tiếp viên hàng không cho hãng Cathay Pacific một thời gian. Đến năm 1989 thì cô mới bắt đầu bước chân vào làng kịch. 3 năm sau thì Tô Ngọc Hòa có bước đột phá đầu tiên với sự góp mặt trong vở kịch Ước hẹn mùa xuân. Danh tiếng trong làng kịch đã giúp cho cô được TVB chú ý và được mời ký hợp đồng. Tuy nhiên thì Tô Ngọc Hòa lại chia sẻ những ngày tháng đau đớn nhất trong làng giải trí của cô chính là thời gian làm việc ở TVB. Nữ diễn viên họ Tô đã tâm sự, một khi đã ký hợp đồng với TVB thì bạn sẽ không có quyền lựa chọn. Cô nói rằng có thời điểm thì phải nhận đến 3 vai khác nhau và không phải vai chính, vẫn phải chầu trực ngày đêm ở phim trường. Có những khi nhận phải kịch bản tệ thì cũng không có cách nào để từ chối. Dù ấm ức đến mức phạt khóc nhưng Tô Ngọc Hòa vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng để diễn cho tròn vai và cố gắng cùng ekip để hoàn thành cảnh quay. Cũng vì thế, những năm 1990, dù TVB có rất nhiều hoa đán nổi tiếng nhưng Tô Ngọc Hòa với sự chăm chỉ học hỏi cùng với khả năng nhập vai xuất sắc đã nhanh chóng lấy được tình cảm của khán giả. Cô đã thành danh nhờ vai diễn Kim Chi trong bộ series nổi tiếng Hồ sơ trinh sát năm 1995. Cùng năm thì Tô Ngọc Hòa đã vai Công Tôn Lục Ngạn trong Thần Điêu Đại Hiệp. Tiếp theo thì cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Tây Du Ký phần 2, Ba Chị Em, Định Mệnh Oan Nghiệt, Cuộc Chiến Nữ Quyền, Kiêu Hùng. Với mỗi vai diễn từ hiện đại đến cổ trang, từ hiền lương đến phản diện độc ác thì Tô Ngọc Hòa đều dễ dàng nắm bắt tâm lý nhân vật và thể hiện trọn vẹn cảm xúc. Với sự điêu luyện trong diễn xuất của một người được tôi luyện qua sân khấu kịch, năm 2009 thì cô đã quyết định giảm bớt công việc của mình tại Hồng Kông để đến Hoa Kỳ để tu nghiệp. Sau khi trở về nước thì nữ diễn viên không những miệt mài quay lại với công việc diễn xuất mà còn chủ trì cho một chương trình ẩm thực. Cô viết sách nấu ăn và được yêu mến đặt cho biệt danh là thần bếp. Chia sẻ về nhiều ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống, từ tiếp viên hàng không đến diễn viên rồi đến với vai trò đầu bếp, Tô Ngọc Hòa đã thẳng thắn nói: "Tôi không nghĩ mọi người chỉ có thể làm một việc trong cuộc sống. Tôi biết một luật sư hiện nay là một đạo diễn sân khấu và một nhà sinh vật học nghiên cứu sinh vật biển hiện là một chuyên viên trang điểm. Mặc dù các công việc hoàn toàn không liên quan nhưng tại sao không? Tôi thích những thử thách mới và chấp nhận rủi ro để hiểu hơn về khả năng của cá nhân mình." Giống như sự nghiệp êm ả thì Tô Ngọc Hòa cũng kín vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Suốt 20 năm, cô chỉ hẹn hò với một người đàn ông bạn diễn của cô trong phim Nữ Nhân Khách Gia, nam diễn viên Phan Sán Lương. Phan Sán Lương ngoài là một diễn viên kịch nổi tiếng với biệt danh Hoàng tử sân khấu thì anh còn xuất hiện với vai trò là biên kịch và đạo diễn. Khi được trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng sân khấu Hồng Kông thì Phan Sán Lương đã trên khán đài và công khai bày tỏ tuyên ngôn tình yêu anh yêu em với Tô Ngọc Hòa. Bất ngờ trước màn cầu hôn bí mật thì Tô Ngọc Hòa đã mỉm cười nói: "Rất cảm ơn anh ấy đã công khai cảm ơn tôi cảm thấy rất hạnh phúc, anh ấy rất có tài năng, liên tiếp 2 lần đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lĩnh vực sân khấu, tôi cảm thấy tự hào vì anh ấy. Thật ra công lao ở phía sau của tôi cũng không nhỏ, chúng tôi sống chung với nhau, anh ấy đã bận đến đầu tắt mặt tối, tôi sẽ phụ trách nấu 3 bữa cho anh ấy." Phan Sán Lương và Tô Ngọc Hòa đều có chung niềm đam mê với hí kịch.
Tô Ngọc Hoa đã bị thu hút bởi tài năng của bạn trai trước mặt anh. Dù có bề ngoài kiên cường thế nào thì Tô Ngọc Hoa cũng lập tức trở thành cô gái dịu dàng và nữ tính. Phan Sán Lương thì yêu mến tài nghệ nấu nướng của bạn gái. Anh bày tỏ sự biết ơn mỗi lần cô vào bếp để nấu ăn cho mình. Lần lợi hại nhất là cô đã dùng một cái bong bóng cá siêu lớn để chế biến các món cá hầm, chân ngỗng, dầu hào và mùi vị rất tuyệt vời. Cả hai cứ bên nhau lặng lẽ, bình dị như thế suốt 20 năm đã khiến cho người ta không khỏi thắc mắc tại sao cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này lại không xây dựng một gia đình hạnh phúc bằng một đám cưới hoành tráng, xa xỉ như nhiều cặp sao khác. Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn của Phan Sán Lương. Anh chia sẻ trong suốt 20 năm bên nhau thì anh đã cầu hôn bạn gái không dưới 10 lần. Dù vậy, nhận về chỉ là cái lắc đầu của Tô Ngọc Hoa, nữ diễn viên đã tin rằng chuyện hôn nhân là không cần thiết, miễn tình yêu của cả hai còn tồn tại và số phận của họ kéo lại với nhau thì mọi thứ khác không quan trọng. Vì thế mà cô đã nhiều lần kiên quyết nói không với chuyện kết hôn. Tại sao người ta phải kết hôn? Tôi là một người theo truyền thống, vừa phi truyền thống. Yếu tố quan trọng của một cặp đôi là tình yêu. Nếu tất cả mọi thứ đều như vậy sau khi kết hôn thì tại sao phải kết hôn? Nữ diễn viên chia sẻ. Cô cũng thẳng thắn tâm sự về quyết định sống chung với bạn trai nhưng không xin cưới. Thật ra, về mặt tình cảm thì chúng tôi đã sớm xem đối phương là người bạn đời của mình và chỉ có điều bên ngoài luôn quan tâm đến vấn đề hôn nhân, nhưng chúng tôi thì đều thuộc tiếp người thích thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên thì không ngoại trừ khả năng một ngày nào đó chúng tôi sẽ hứng lên trí và sẽ làm một số việc bất ngờ. Dù sao thì chúng tôi cũng có cùng cách nhìn về tương lai. Mỹ nhân TVB Tô Ngọc Hoa đã kết hôn ở tuổi 52. Đồng ý kết hôn với bạn trai ở tuổi 52, Tô Ngọc Hoa đã khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy thắc mắc nhưng không kém phần phấn khích. Mới đây thì mỹ nhân của dòng phim TVB Tô Ngọc Hoa đã khiến cho dân tình phải náo loạn trước thông tin sẽ lên xe hoa ở tuổi 52. Trước quyết định mang tính lịch sử này thì Tô Ngọc Hoa cũng lên tiếng chân tình cùng với khán giả hâm mộ lý do mình quyết định tiến tới hôn nhân ở độ tuổi này. Vừa qua thì các khán giả đặc biệt yêu thích dòng phim TVB đã truyền tay nhau thông tin mỹ nhân phim Hồ Sơ Trinh Sát Thần Điêu Đại Hiệp sẽ kết hôn ở tuổi 52. Chia sẻ với truyền thông và fan hâm mộ, Tô Ngọc Hoa cho hay cô và bạn trai đã chính thức đăng ký kết hôn sau hơn 2 thập kỷ yêu nhau say đắm. Cụ thể, Tô Ngọc Hoa và bạn trai của mình quen biết và yêu nhau vào năm 1996. Người yêu Phan Sán Lượng đã từng cầu hôn Tô Ngọc Hoa không dưới 10 lần nhưng cô đều tìm lý do từ chối. Vào năm 2015, trong chuyến du lịch tại Nhật Bản, nam diễn viên Phan Sán Lượng đã một lần nữa cầu hôn bạn gái và lần này Tô Ngọc Hoa đã gật đầu đồng ý. Lúc đó thì nữ diễn viên đang ở độ tuổi 46. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thì cả hai mới quyết định đăng ký kết hôn. Hiện tại thì cả hai vẫn đang lên kế hoạch cho lễ cưới. Nói về quan điểm trong tình yêu, Tô Ngọc Hoa cho biết nguyên nhân chính khiến cho cô giữ mối quan hệ với bạn trai như hiện tại là tất cả ở phía cô. Nữ diễn viên đã bày tỏ mối quan hệ giữa hai người với nhau quan trọng nhất là tình cảm mà họ dành cho nhau, còn chuyện đăng ký kết hôn chỉ là hình thức và trên mặt giấy tờ. Một số bộ phim mà Tô Ngọc Hoa đã tham gia: phim truyền hình Ân Tình Chưa Phai năm 1994, Nhân Viên Điều Tra, Hồ Sơ Trinh Sát, Hồ Sơ Trinh Sát phần 2, Thần Điêu Đại Hiệp, Nghĩa Nặng Tình Thâm, Thiên Sứ Của Địa Ngục, Cường Thi Phúc Tình, Liêu Trai phần 2, Tây Du Ký phần 2, Mối Tình Nồng Thắm phần 2, Khoảnh Khắc Tuyệt Vời, Đội Hành Động Liêm Chính, Lực Lượng Đặc Biệt, Đường Vào Vô Tận, Vượt Rào, Câu Chuyện Của Ngày Xưa, Hương Sắc Cuộc Đời, Tránh Tà Trang Bá, Bao La Vùng Trời, Dấu Vết Của Sự Lừa Dối, Người Đàn Ông Gan Dạ, Lấy Lẽ Con Tim, Nỗi Khổ Đàn Ông, Ba Chị Em, Quan Hệ Đồng Nghiệp, Cái Giá Của Danh Vọng, Trái Bi Lớn, Vương Lão Hổ Cướp Vợ, Sứ Mệnh 36 Giờ, Giao Cản Tình Yêu, Kiêu Hùng, Cuộc Chiến Nữ Quyền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.